bạn và các chị đã thấy em nha. Các chị các bạn ơi, bạn nào chị nào đã thấy em nhanh tay xin lên. Xin lên livestream và ba rút cúc kỳ nha các chị và các bạn ơi. Video bị chói sao? Rồi các chị và các bạn ơi, chị nào bạn nào đã thấy em rồi, mình xe liền ba rút bất kỳ, sau đó comment đã xe. Và các chị các bạn ơi, một xíu nữa em sẽ đặt mã minigame cho mình chơi cùng nhau sang một combo không đồng bao gồm áo sơ mi và chân váy nha các chị và các bạn ơi. Một combo cực kỳ xinh để dành cho bạn nào chị nào xe ba rút và sau đó comment nhanh và chính xác nhất mã minigame mà em đọc một xíu nữa thôi các chị và các bạn nha. Rồi em chào các chị và các bạn nha. Chào Trinh Phạm, chào Trinh Phạm nha, chào anh Bi, chào Mỹ Miều, chào Thiên Mai, chào các chị và các bạn nha. Các chị bạn nào đã thấy hơn rồi thì mình nhanh tay xe liền ba rút các chị và các bạn nha. Mình hãy cứ tương tác với shop, biết đâu mình là chủ nhân của một combo bao gồm áo sơ mi và chân váy. Sao các bạn ơi, rồi Trương Như Quỳnh nha, chào Trương Như Quỳnh ạ. Rồi chào các chị và các bạn mới vào, cùng nhau săn combo mở đầu chương trình livestream. Vẫn là săn một combo không đồng, nhưng bây giờ rất dễ các chị và các bạn ơi. Chỉ cần xe liền ba rút và sau đó mình comment đã xe. Và một xíu nữa em sẽ đọc một mã gồm chữ và số. Các chị và các bạn nào comment nhanh và chính xác nhất thì chị đó bạn đó sẽ được sở hữu một set bao gồm áo sơ mi và chân váy. Ok, như em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. Rồi, ok, ai muốn săn combo không đồng thì nhanh tay vào với shop nha. Mọi người có thấy rõ cái bảng giấy không ta? Mọi người thấy rõ không ta? Rồi, các chị okay, và các bạn có thấy rõ bảng giấy không ạ? À? Em share rồi 6 nhóm lần. Cảm ơn Mơ Trần nha. Thiên Mai đã share. Ok các chị và các bạn. Chào Trương Việt ạ. Rồi chào chị Sương Đậu. Chào Sương Đậu nha. Thanh Nguyễn, em không có rút thì sao ạ? À? Không có rút hả? Sao khó vậy ta? Em ơi, tham gia liền các rút. Các rút đi em ơi. Tham gia liền các rút để mình tham gia được các chị và các bạn nha. Rồi ước biết nay mới thấy, bữa nay mới thấy. Ước biết mấy bữa nay chị đã like rồi mà. À hôm qua chị mới nghỉ có ngày chứ mấy. Hai ngày chứ mấy. Các chị và các bạn ơi, hôm trước chúng mini combo mà chưa thấy chị quà. Chị Mơ Trần ơi, chị inbox cho em địa chỉ và số điện thoại. Thì nếu như mà em có mã bưu điện, em sẽ gửi lại cho mình để mình check nha. Các chị các bạn cứ chưa thấy thì mình vào mình inbox nhất thôi các chị và các bạn ơi. Shop là nhiều khi làm hàng rất là nhiều nên là mình cứ nhắc thoải mái nha. Chào chị nha, em đã xe rồi. Chào Nhi Nhi nha. Chào Như Như nha. Rồi ok, Ngân Kim đã xe, Ánh Nguyệt đã xe. Các chị nào, các bạn nào đã xe thì mình nhanh tay comment cho em biết các chị và các bạn nha. Comment cho em biết thì em mới biết ai đã xe rồi nha các chị và các bạn. Rồi ai muốn tham gia săn chương trình săn combo không đồng một áo sơ mi và một chân váy sẽ thuộc vào chị nào bạn nào trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta nhanh tay chia sẻ ba rúp và một lần trên trang cá nhân mọi người nha. Ba rúp và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment là đã chia sẻ để chúng ta bắt đầu mini game hôm nay nha. Ai muốn tham gia comment ngay và liền nào mọi người ơi. Bé Bi ơi, chị đã chốt hai đơn hàng của em rồi nha bé Bi ơi. Yên tâm nha các chị các bạn. Rồi em chọn hoài không trúng, em chơi hoài không trúng mà. Bây giờ em cứ chơi tiếp tục đi, rồi lỡ hôm nay mình may mắn thì mình sẽ trúng nha các chị các bạn ơi. Chơi mini game là mình may mắn là chủ yếu các chị và các bạn nha. Trương Như Quỳnh ok đã xa, chào Thanh Tuyền ạ. Rồi Yến Trang đã chia sẻ các chị và các bạn ơi. Thấy em rồi mình cứ chia sẻ ba rút bất kỳ và sau đó comment đã chia sẻ, biết đâu mình sẽ là chủ nhân của một set siêu xinh bao gồm một chiếc áo sơ mi và một chân váy các chị và các bạn ơi. Nhanh tay chia sẻ liền ba rút nha. Một xíu là em đọc cái mã cực kỳ dễ luôn, mình chỉ cần comment nhanh và chính xác cái mã đó nữa là mình sẽ là người sở hữu một cái set bao gồm áo sơ mi và chân váy nha các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, ai muốn tham gia chương trình này nhanh tay nào, muốn săn combo không đồng thì nhanh tay nha mọi người nhé. Chia sẻ ba rất là một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment là đã chia sẻ và shop sẽ đọc một cái mã bất kỳ. Bạn nào chị nào comment nhanh nhất thì shop sẽ tặng quà cho bạn đó hoặc gì đó nha. Rất là dễ luôn, mini game cực kỳ dễ trúng. Đây là một trong những mini game mà gọi là rất là quen thuộc của siêu shop. Chị nào bạn nào muốn săn quà đâu, nhanh tay vào chia sẻ ba rất là một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đã chia sẻ nha. Thấy mọi người nha. Chị thấy Hà Vy, chị thấy Lê Trang nha. Chị thấy mọi người, các chị và các bạn nha. Em thấy Lê Trang ạ, em thấy chị Lê Trang nha. Rồi Thảo Ca, ok đã xe, Nguyễn Thảo đã xe. Ok các chị và các bạn, bạn nào đã xe rồi em đã thấy tất cả mọi người nha. Các chị và các bạn cứ comment cho em biết nha. Rồi một xíu nữa mình tham gia mini game cùng em nha. Các chị và các bạn ơi, xe ba rút bất kỳ, chỉ cần hai bước đơn giản, xe ba rút bất kỳ.
Sau đó một xíu nữa em đọc mã, mình comment cho em nhanh và chính xác nhất cái mã đó, thì chị và bạn đó đã có thể sở hữu một cái set bao gồm một áo sơ mi và một chân váy các chị và các bạn nha. Mình nhanh tay liền đây các chị và các bạn ơi, biết đâu mình sẽ là chủ nhân của một set bao gồm áo sơ mi và chân váy chỉ với giá 0 đồng các chị và các bạn nha. Rồi, chị Nguyệt Thư đã xe em thấy rồi nha, chị Thanh Thủy đã xe em thấy rồi, ok các chị và các bạn nha. Thấy em không, chị thấy Thảo Ca nha. Các chị các bạn ơi, nếu ẩn comment thì comment lại cho em biết nha. Mình bị ẩn comment ngay bây giờ thì cứ comment lại cho em biết nha. Phan Ánh Nguyệt chị đã xe, chị thấy rồi nha. Rồi cà rốt, ok các chị và các bạn, thấy cà rốt rồi nha các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, thấy em rồi thì mình xe liền ba rút liền các chị và các bạn nha. Tiết Xuân đã xe, Trương Việt em đã thấy Trương Việt rồi nha. Cà rốt đã chia sẻ, ok cà rốt nha. Trương Như Quỳnh đã xe, ok Trương Như Quỳnh nha. Nguyên Thảo ok, ok bạn nha. Các chị và các bạn ơi, đã xe cứ comment cho em, mình đừng ngại nha. Sau đó sau khi comment rồi thì mình một xíu nữa mình đợi em đặt mã gồm chữ và số, mình sẽ comment nhanh và chính xác nhất thì sẽ sở hữu một set áo sơ mi và chân váy siêu xinh của shop này các chị các bạn ơi. Đúng rồi, và bây giờ mọi người ơi, kéo view lên nào. Trời ơi, sao view hôm nay bèo là không có chơi được đâu mọi người ơi. Cố gắng chúng ta chia sẻ thật nhiều lên giúp shop nha. View hôm nay không có cao nên là chưa có bắt đầu được mọi người. Giúp shop nào chia sẻ ba group. Một lần trên trang cá nhân shop thấy rất là nhiều chị, nhiều bạn chia sẻ nhưng mà view không lên, không hiểu lý do vì gì, không biết bị sao rồi. Đó nên là mọi người tranh thủ giúp shop chia sẻ nha. Nếu chị nào bạn nào mới chia sẻ có một hai group thôi thì giúp shop chia sẻ thêm mọi người nha. Rồi bắt đầu lên view nữa một tí nữa shop sẽ bắt đầu đọc cái mã để tặng quà cho mọi người nha. Đó, shop rất là nhiệt tình với các chị và các bạn nên các chị và các bạn cố gắng giúp shop lại một lần nha. Đó, chúng ta chia sẻ thật là nhiều group nào mọi người, chia sẻ thật nhiều group để shop thật là có động lực để tổ chức mini game thật là nhiều cho mọi người nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn combo 99.000 cực kỳ hot nha. Combo 99.000 nha. Các chị các bạn ơi, sau mini game em còn một chương trình rất hot nữa, đó là chương trình săn combo 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Mỗi combo sẽ có giá 99.000 thôi các chị và các bạn ơi. Và một combo bao gồm những gì? Đó là một áo sơ mi và một chân váy. Nhưng chương trình đó để sau khi chương trình mini game nha. Bây giờ mình chơi mini game trước đã các chị và các bạn ơi. Rồi ok, Tiết Thu mình thấy tương tác của Tiết Xuân nha. Rồi Nhi Lê, ok Nhi Lê đã xe nha các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, comment cho biết được em tới cùng á. Thì em lại không thấy chữ mọi người chị. Em đứng dậy thì em thấy chữ mọi người. Ôi, em xe rồi nha chị, ok bye bye nha. Rồi. Rồi 10 giây đếm ngược bắt đầu luôn em. 10 giây đếm ngược để mình bắt đầu chơi mini game nha các chị các bạn ơi. 10 giây đếm ngược để em bắt đầu chơi mini game nha. 10. 10 giây đếm ngược đây các bạn nha. Mình cứ tiếp tục xe đi các chị và các bạn nha. Cứ tiếp tục xe nha. Và lưu ý giúp sắp là nếu mà chị nào bạn nào trúng mini game nhưng sắp kiểm tra là mình chưa chia sẻ đủ thì sắp sẽ không có tặng quà được, nên mọi người lưu ý giúp sắp nha. Nếu mà mình chưa chia sẻ đủ thì sắp không có tặng quà được nha. Rồi cảm ơn Trương Việt nha. Váy em hơi bị rộng thì mình có thể đi bóp một chút em nha. Bóp một chút cho xinh cho đẹp hơn các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn ơi, mình tiếp tục nha, tiếp tục xe livestream liền các chị và các bạn nha. Vì bây giờ em sắp bắt đầu chương trình mini game rồi. Một xíu nữa em sẽ đọc mã gồm chữ và số để mình bắt đầu mini game nha các chị và các bạn ơi. Một xíu nữa em sẽ đọc mã gồm chữ và số để mình bắt đầu mini game à. Rồi đọc 10 giây đếm ngược em. Rồi 10 giây đếm ngược để em đọc mã nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và bây giờ em chuẩn bị đặt mã rồi các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn nào đã sẵn sàng rồi thì mình nhanh tay đặt tay lên bàn phím nha. Em sẽ đặt mã các chị và các bạn nha. Rồi mã mini game của em trong ngày hôm nay sẽ là HKC1979. Và các chị và các bạn ơi, chị nào bạn nào đã nghe rõ mã của em thì mình nhanh tay comment cho em biết các chị và các bạn nha. Comment cho em biết nha. Rồi hôm nay em hơi làm khó mình chút là đọc mã hơi bị tách ra một chút, để xem thử các chị và các bạn nào nhanh tay nha. Rồi em xin chúc mừng bạn Như Như đã là người chiến thắng mini game trong ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Như Như nha. Chúc mừng bạn Như Như là người nhanh và chính xác nhất theo máy chủ các chị và các bạn nha.
và bạn Như Như ơi inbox địa chỉ và số điện thoại để mình cùng nhau chơi Như Như ơi inbox địa chỉ và số điện thoại để nhận quà của mini game nha. Và bây giờ mini game của em đã qua rồi các chị và các bạn nha. Mini game của em đã qua rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với chương trình Sang Combo như hôm đang mặc đây chỉ với giá 99.000 nha. 250.000 chỉ còn 99.000 một combo như em đang mặc các chị và các bạn nha. Một combo như em đang mặc 250.000 chỉ còn 99.000. Rồi các chị các bạn nào săn thì mình nhanh tay comment cho em biết nè. Khoan, khoan, giới thiệu kỹ cho mọi người dưới bao nhiêu ký. Các chị và các bạn ơi, em trước khi săn thì mình sẽ miêu tả combo của em đang mặc nha. Đó là một chiếc áo sơ mi phối lưới và phối tay tay phòng các chị và các bạn nha. Và đi kèm với một chân váy 3 tầng rất là xinh à. Nguyên một combo này dành cho các chị và các bạn dưới 55kg nha. Dưới 55kg các chị và các bạn nha. Chị nào bạn nào chốt combo này comment dạ. Cho em. Giá đã. Comment cho em mã A5 các chị và các bạn A8. Và combo này chốt thì mình chỉ có giá 99.000 các chị và các bạn nha. 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Còn một combo duy nhất thì mình có giá 129.000 ạ. Một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Còn 2 combo bất kỳ trong line sẽ có giá 99.000 mỗi combo nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết nha. Em chốt cho cà rốt à. Mình lấy combo mà bạn đang mang. Ok, chốt cho cà rốt nha. Cho mình địa chỉ và số điện thoại nha cà rốt ơi. Rồi A8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người nha. A8 là mã hôm đang mang nha. 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một combo thì giá là 129.000 nha. Nên là mọi người tranh thủ đặt trong cái livestream này để được giá tốt nhất mọi người nha. Tranh thủ đặt hàng trong cái livestream trong thời gian mà livestream diễn ra nha. Rồi em xin nhắc lại giá các chị và các bạn nha. Giá một combo là 129.000. Hai combo bất kỳ sẽ có giá là 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. 99.000 mỗi combo. Chị Nguyễn Hiền ơi cho em địa chỉ nha. Rồi Phan Ánh Nguyệt cho em số điện thoại địa chỉ. Trương Đỗ Mỹ Hương, Trương Đỗ Mỹ Lương cho em số điện thoại và địa chỉ liền nha. Trương Đỗ Mỹ Lương ơi. Tịnh Lê cho em số điện thoại. Tịnh Lê cho em địa chỉ nha. Rồi chị Thái Dũng cũng cho em địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, Thanh Lam cho em số điện thoại địa chỉ à. Rồi em cảm ơn cà rốt à. Các chị các bạn ơi, cứ comment cho em số điện thoại kèm địa chỉ, kèm mã thì em sẽ chốt hàng rất nhanh cho mình nha. Đúng chị rồi. Thanh Lam ơi, em thấy số điện thoại của chị rồi nhưng địa em chỉ. Vẫn chưa thấy địa chỉ nha chị ơi. Rồi chị Thanh Lam cho sắp địa chỉ liền nha chị ơi. Chị Trương Độ Mỹ Lương cho sắp địa chỉ, Phan Ánh Nguyệt cho sắp địa chỉ nha. Nhanh tay comment giúp shop là A8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, mỗi bộ này sẽ được bán 99.000 và qua mẫu thì bộ này sẽ trở về 250 nha. 99.000 áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ trong live mọi người nha. Mua quả hay sao mà mạng yếu hả? Mạng đứng vậy ta. Mạng bị đứng hả? Các chị các bạn ơi, mạng mình bị đứng hả? Các chị các bạn ơi, chắc là do hôm nay thì bên đường truyền bên em thôi có vấn đề chút nên các chị các bạn hôm nay coi ít hơn đúng không ạ? Các chị và các bạn ơi, mình cứ comment cho shop biết nếu mà hay thấy mờ hay là thấy mạng bị gì thì cứ comment cho shop biết nha các chị và các bạn ơi. Chị Thanh Lan, dạ em thấy mã và cũng thấy số điện thoại của chị rồi nhưng em vẫn chưa thấy địa chỉ. Mình chốt hàng, mình cho số điện thoại địa chỉ cho em nha các chị các bạn ơi, để em mau chốt hàng nha. Đúng rồi, comment luôn địa chỉ giúp shop mọi người nha. Yên tâm là tại vì mỗi ngày đơn hàng đi nó hơi bị nhiều nên là các chị và các bạn hơi đặt hàng thì cho shop xuống ở địa chỉ luôn để shop chốt cho dễ nhất nha. Shop sẽ gửi thật là nhanh cho mọi người nha, chứ không có địa chỉ thì rất là lâu luôn nên mọi người cố gắng giúp shop cho shop địa chỉ nha. Rồi A8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Hai combo được giá 99.000 mỗi combo nha các chị các bạn ơi. Mỗi combo sẽ có giá 99.000 nếu mua hai combo bất kỳ trở lên nha. Còn mua một combo duy nhất trong live mình có giá 129.000 nha. Em cảm ơn chị Trương Đỗ Mỹ Lương đã có địa chỉ đầy đủ, đã có số điện thoại đầy đủ, em chốt hàng cho mình luôn ạ. Rồi chị Linh Chi cho em địa chỉ nha. Rồi em thấy địa chỉ của chị Thanh Lam rồi, em cảm ơn chị ạ. Thảo Ca mạng yếu quá chị ơi hả? Rồi các chị các bạn ơi, mọi người còn ai thấy mạng yếu nữa không ha? Các chị và các bạn còn ai thấy mạng yếu thì mình cứ comment cho em biết nha các chị các bạn ơi. Để em kiểm tra kết nối mạng bên mình đã. Rồi các chị các bạn ơi, mạng yếu thì mình cứ comment cho em biết để em tranh thủ em setting lại mạng nha. Rồi chị Mai Mai, cho em địa chỉ nha chị Mai Mai ơi. Mình cứ cho em địa chỉ, mã hàng và số điện thoại, em chốt hàng rất nhanh chóng cho mình nha các chị và các bạn. Các chị các bạn ơi, các chị và các bạn thông cảm một xíu nha. Các chị và các bạn thông cảm một xíu nha để em setting mạng lại nha. Đúng rồi. Hôm nay sorry mọi người, mạng nó hơi yếu tí nên là hình ảnh nó không có nó hơi bị tốt, không được tốt lắm. Mạng bình thường mà ok cà rốt nha.
Thôi mọi người, mạng có bị yếu thì báo giúp shop nha, để shop chỉnh lại chút xíu nha. Tại hôm nay mạng yếu nên view nó không có lên được ấy. Đó, rồi chị nào nếu mà mình xem cái live này mình sẽ được xem được rất là nhiều hàng mới nha. Nên là mình tranh thủ mình ở lại đến cuối cùng live với shop nha. Shop sẽ lên thật là nhiều mã hàng đẹp cho mọi người nha. Hứa với mọi người, tại vì bù lại cái chuyện là hôm nay mạng quá yếu và out view nó bị out ra hết. Rồi okay, chị okay. Các bạn ơi, mình chốt mã cho em với mã 8 kèm số điện thoại với địa chỉ. Và em sẽ qua mã trong bây giờ cho chị với bạn nha. Trong 5 giây nữa em sẽ qua mã A8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt mã của em. Dưới 55kg mình bao vừa nha. Và cái chân váy em đang mặc là mình có quần trong các chị và các bạn nha. Ok, qua mẫu đi. Rồi ok các chị các bạn nha. Và như đã hứa với mọi người, hôm nay sẽ làm chương trình đặc biệt. Nên là sắp ít khi nào mà show baby doll trong livestream, nhưng mà hôm nay sắp sẽ show rất là nhiều baby doll mới về tại cửa hàng của shop đó. Những cái mẫu baby doll này tới cửa hàng mua hoặc là đặt qua hình ảnh thì mỗi bộ sẽ có giá là 295.000. Mỗi cái chiếc đầm baby doll như thế này sẽ bán với giá 295.000, còn mua trong livestream sẽ được giảm tới 45.000, là còn có 250 mỗi chiếc baby doll như thế này nha. Đó, rất là đẹp, và shop sẽ show từng cái. Chị nào thích cái nào thì chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Những cái baby doll như thế này shop sẽ bán trong inbox nha. Nhớ là ai có xem live chụp lại màn hình inbox cho shop thì sẽ được mua với giá 250, giá tại cửa hàng là 295 nha. Đó, trong thời gian mà Hân đi thay mẫu thì shop sẽ show tiếp các cái combo siêu đẹp, các cái baby doll siêu đẹp như thế này. Dạ ok, Phan Ánh Nguyệt sắp thay địa chỉ số điện thoại. Cảm ơn Phan Ánh Nguyệt nha. Mạng bình thường ok, cảm ơn Mỹ Lương nha. Sắp ở đâu ạ? Sắp ở Bình Thạnh, Sài Gòn nha. Rồi đây là mẫu baby doll thứ nhất. Đây, mọi người chụp lại màn hình nha. 295.000 nhưng trong livestream sẽ được bán với 250 nha. Chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Rồi cái thứ nhất nha, mọi người nhớ tranh thủ chụp màn hình cho shop nha. Bây giờ shop tiếp tục qua mã tiếp theo nè, qua cái mẫu hàng tiếp theo này, baby doll. Ít khi nào mà shop sâu những cái baby doll trong livestream. Đó, nên là hôm nay là ngày đặc biệt. Đó, với lại có hôm nay chỉ có mỗi Hân sâu mặt mẫu thôi á, nên là shop sẽ cố gắng sâu thật là nhiều đồ đặc biệt cho mọi người chọn nha. Đó, chị nào ưng cái nào là chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Mỗi cái sẽ được bán với giá 250.000, giá gốc tại cửa hàng cũng như là đặt bằng hình ảnh là 295.000 nha. Rồi ok, mọi người nhớ ngắm nghía nha. Baby doll toàn là hàng nhập, hàng đẹp nha mọi người nha. Đây là baby doll hàng cao cấp, hàng nhập nha. 250 là rất là rẻ luôn. Đó. Rồi tiếp tục một cái nữa nha, rồi mình chuyển qua chương trình 99 lại nha. Rồi cái này cũng đẹp nữa nè. Đó. Nói chung baby doll là cái form mà dễ mặc nhất trên đời. Ốm cũng mặc được, mặc cũng mặc được, dưới 60kg là vô tư mặc nha. Rồi ai ưng cái nào cứ chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Baby doll được bán với giá 250, giá gốc là 295.000 mọi người nha. Rồi ok, bây giờ shop tiếp tục qua mã tiếp theo, đó là mã A9 nha. Mọi người ơi, shop tiếp tục với mã A9 như em đang mang nha mọi người ơi. Một chiếc áo trắng sọc, xanh sọc trắng rất là xinh, đi kèm một cái cổ chữ V à. Và hai cái tay có thắt nơ nha mình nha các chị và các bạn. Nếu các chị muốn thắt nơ cũng được, mà muốn đan dây bình thường cũng được, cái tùy các chị và các bạn cắt phối đồ nha. Và các chị các bạn ơi, đi kèm với đó là một cái chân vải tầng, một tầng bèo và một tầng nhún rất xinh à. Nguyên một combo em đang mặc đây, từ 250.000 bây giờ chỉ còn có giá 99.000, và áp dụng khi các chị mua trong live thôi các chị nha. Và mua hai combo bất kỳ để được giá 99.000 mỗi combo. Và nếu các chị và các bạn mua một combo duy nhất, em sẽ có giá là 129.000 nha, 129.000 để một combo duy nhất các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn chốt cho em mã A9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Đúng rồi, mã của Hân đang mang là A9 nha. Mã này rất là đẹp luôn. Áo này là cổ V, có cái khoang phía sau nha. Đó, có cái khoang phía sau như này, xinh ơi là xinh. Và cái màu như thế này, màu xanh dương như thế này, tạo cho người nhìn cái cảm giác rất là mát và dễ chịu nha. A9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhanh ngay và liền nha mọi người nha. Cảm ơn Chi Trần nha, cảm ơn Facebook là của các chị và các bạn nha. Trương Quân Bảo, em chốt cho Trương Quân Bảo chính cho em địa chỉ Thanh Lam shop ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha các chị và các bạn. Em chỉ bán khuyến mại giá cực kỳ ưu đãi cho những ai mình xem live nha. Rồi các chị và các bạn, cà rốt già rồi, em chốt cho cà rốt luôn nha. Rồi chị Nhàn Luyện cho em địa chỉ, Trương Hồng Bảo Ngọc cũng cho em địa chỉ luôn nha. Rồi các chị các bạn ơi, mình chốt hàng, mình cứ tranh thủ cho em địa chỉ, số điện thoại, mã hàng là em chốt cho mình liền các chị và các bạn nha. Đúng rồi các chị và các bạn, còn nếu mà các chị các bạn thiếu thì em không có thể chốt cho mình được à. Em nhận được rồi đẹp, nhưng lưng hơi rộng một chút hả? Thảo Ca ơi, mình nhớ đem ra mình bóc một chút thôi là chị nghĩ rất là xinh luôn á các chị và các bạn ơi. Quan trọng, mọi người biết quan trọng gì không? Một bộ đồ ở đâu mọi người tin được là một bộ đồ như thế này 99.000, vải đẹp đó, mọi người nhận về mọi người có thể feedback, đọc được cái feedback của khách hàng, vải đẹp mà 99.000 thì quá ư là
quá đặc biệt luôn. Chỉ có siêu shop mới dám chơi cái giá này mọi người nha, 99.000 cực kỳ rẻ nha. Đó, nên là tranh thủ đặt trong livestream để được giá rẻ nhất nha. Và sorry mọi người thì hôm nay mạng nó không ổn định nên là view nó sẽ không có cao, nên là chị nào còn trong livestream này thì cứ ngồi lại, sắp sẽ show cực kỳ nhiều hàng đẹp và hàng mới về cho mọi người nha. Em muốn đổi chân váy màu A8 để lấy chân váy màu A9 nè. Thanh Lam ơi, tại vì bên chị lúc trước cũng có nhận đổi cho các chị và các bạn, nhưng nói lộn đơn hàng của các chị và các bạn quá nhiều á. Xong rồi các chị và các bạn lại cảm thấy rất là phiền, nên bây giờ shop sẽ không nhận đổi nữa, các chị và các bạn thông cảm nha. Chị Thanh Tuyền, em nhận được hàng rồi, đồ rất đẹp. Em cảm ơn chị ạ, chị nhận được đồ rồi, đồ rất đẹp. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị Thanh Tuyền nha. Đó, các chị có thể thấy cái feedback của khách hàng rất là dễ thương, khách hàng shop rất là dễ thương, nhận được hàng ưng là sẽ nói, còn ví dụ không điểm nào không tốt là cũng sẽ nói shop để shop cố gắng shop làm tốt hơn ở những lần sau, đó gọi là bán hàng lâu dài được. Đó nên em rất là cảm ơn các chị nào đã feedback cho shop nha, dù có xấu hay tốt thì shop cũng sẽ ghi nhận nha. Rồi ok, A9 còn ăn lấy A9 nước cà mê giúp shop nha. A9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt mã mà em đang mang nha các chị các bạn ơi. Mã em đang mang mình dễ mặc lắm, mình dễ kết hợp lắm luôn các chị các bạn. Mình mặc đi chơi cũng được, mình mặc công sở cũng được các chị và các bạn nha. Mã này rất dễ mặc và dành cho các chị các bạn dưới 55kg. Mình chốt một combo mình sẽ có giá 129.000. Một chốt mình chốt hai combo bất kỳ trong line sẽ có giá là 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Rồi các chị các bạn nào chốt mình cứ tranh thủ chốt A9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, tranh thủ lúc em kêu qua mẫu nha. Rồi chị Lộc Đỏ, Lộc Đỗ, chị Lộc Đỗ ơi cho em địa chỉ nha, chị Ngọc Loan cũng cho em địa chỉ nha. Em chuẩn bị chốt, em sẽ chốt hai mã hàng của mình khi mình đủ địa chỉ nè. Rồi qua mẫu đi, ok các chị và các bạn nha. Rồi ok mọi người cứ tiếp tục chốt A9 nha. Tuyệt vời luôn, bởi cái yên tâm mua rồi là muốn mua luôn. Em cảm ơn chị Mưa Lớn rất là nhiều, chị feedback của chị Mưa Lớn nè. Hàng của shop đẹp tuyệt vời luôn nha, các bạn cứ yên tâm mua rồi là muốn mua luôn. Em cảm ơn chị Mưa Lớn rất là nhiều. Trời ơi, không có khách hàng mà dễ thương như khách hàng của siêu shop á. Nhận hàng có cái lỗi gì cũng sẽ feedback lại cho shop để shop làm tốt hơn. Còn tốt đẹp là sẽ khen shop để shop phát huy. Shop rất là cảm ơn mọi người nha. Rồi A9 thì cứ tiếp tục đặt nha, ai đặt A9 cứ tiếp tục đặt nha. Shop sẽ tiếp tục lên cái baby doll mới về cho mọi người nha. Ai gần shop thì cứ ghé cửa hàng 121 Phan Văn Trị để mà chọn hàng nha. Còn ai đóng cửa lại em ơi. Còn ai mà ở xa thì cứ xem trong trực tiếp trong cái livestream này, sau đó mình chụp màn hình, mình sẽ được ưu đãi tới 45.000, giá gốc là 295.000 mỗi cái làm baby doll như thế này, hàng nhập nha mọi người nha. Đây là hàng nhập, hàng cao cấp nha, hàng nhập rất là đẹp, 295.000. Nhưng trong livestream ai có đặt trong livestream chụp màn hình là inbox cho shop, cái bộ những cái baby doll như thế này sẽ được mua với giá 250, cực kỳ hot luôn. Sắp ít khi nào mà sâu baby doll trong livestream, nên là các chị các bạn trong chương trình hôm nay là rất là đặc biệt luôn. Mình rất là may mắn mình thấy được những baby doll rất là đẹp, hàng mới về bên shop mọi người nha. Nè cái chiếc này là siêu đẹp luôn nè, đó 295.000 nhưng mua trong live chỉ có 250, chụp ngay màn hình inbox cho shop liền mọi người nha. Đây là cái đầu tiên mọi người tranh thủ chụp nha, cái này là dưới 60kg vô tư đặt. Baby doll là cái form vô cùng dễ mặc rồi, mã đầu tiên nha. Sắp tiếp tục qua mã tiếp theo nha. Baby doll nhiều mẫu đẹp lắm các chị và các bạn ơi. Đó, mẫu form nữ sinh nè. Có thể thắt lại cái nơ như thế này nha. Đó. Hôm nay là rất là đặc biệt, sâu nhiều hàng nè. Baby doll combo chương trình rất là nhiều cho các chị và các bạn nha. Ưu đãi rất là nhiều cho mình khi mà mình xem livestream nha. Đây cái form này là cái form nữ sinh nha mọi người nha. Đó. Xinh lắm. Rồi ai thích cái nào thì cứ chụp lại màn hình inbox cho shop những cái baby doll như thế này nha. Đây baby doll thì khách hàng của shop hỏi rất là nhiều. Đây. Rất là xinh nha. Mình tiếp tục qua mã tiếp theo nha. Rồi đó còn cái này nữa này. Cái này thì siêu phẩm đây nè. Cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Vải nó mềm, hàng nhập nha mọi người nha. Đây là hàng nhập nha. Chứ hàng Việt Nam không có cái hàng này. Đó. Rất là đẹp nha. Cái này form thủy thủ nè mọi người, màu đỏ cam siêu đẹp như thế này, cũng 250.000. Và chỉ áp dụng khi chị nào mà xem livestream này có trực tiếp xem live và chụp lại cái màn hình inbox cho shop mới có giá 250 nha mọi người nha. Còn mua tại cửa hàng hoặc mua bằng inbox, mua bằng hình ảnh thì giá sẽ là 295.000 mọi người nha. Rồi ok, bây giờ tiếp tục qua mã hàng tiếp theo nha. Các chị và các bạn ơi, mình qua mã hàng tiếp theo như em đang mang nha các chị các bạn nha. Mình qua với một mã áo thun nè. Mã áo thun này thì mình không có kén dáng đâu các chị và các bạn. Và mình mặc đi chơi rất là thoải mái. Và các chị các bạn ơi, đi chơi đi dạo phố rất là dễ thương và rất thoải mái luôn. Một chiếc áo thun có theo chữ là, theo chữ tiếng này chắc tiếng Pháp của mọi người ơi. Và một cái icon rất là xinh, đi kèm với đó là một cái chân vải, một cái quần các chị và các bạn nha. Quần lưng thun. Và cái mã này thì 60kg dịch xuống mình mặc vừa nha. Ủa gửi hàng cho em chưa vậy ạ? Luni ơi, mình gửi hàng cho Luni rồi nha. Luni, hôm bữa sao gọi điện Luni mãi không được,
điện gọi không được á, sợ hàng nó bị chuyển hàng á. Luni ơi, bữa gọi điện cho Luni mãi không được. Luni ơi, shop gửi hàng cho em nhưng mà bưu điện gọi mãi không được, báo về shop. Có gì em inbox cho shop nha. Inbox để shop báo bưu điện lưu lại nha. Rồi các chị các bạn ơi, bây giờ nguyên một combo nha em đang mặc đây, một chiếc áo chấm theo chữ và đi kèm với đó một cái quần và có lông thun nha các chị và các bạn ơi. Và có một cái thắt nơ rất là xinh luôn ạ. Nguyên combo em đang mặc chỉ có giá từ 250.000 còn có giá là 99.000 và áp dụng giá 99.000 khi mua trong line, khi mua hai combo bất kỳ trong line các chị và các bạn nha. Hai combo bất kỳ trong line, còn nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Combo em đang mặc dưới 60kg mình vừa nha. Chốt cho em combo này A10 và số điện thoại và địa chỉ nha. Lúc nãy em đặt, bây giờ em đổi combo này được không ạ? Lo Nguyễn ơi, mình không đổi được nha. Vì shop hạn chế đổi để không bị lộn hàng của các chị và các bạn nha. Subi đồ đẹp quá chị ơi, chị cảm ơn Subi nha. Cảm ơn Subi, trời khách hôm nay dễ thương quá. Rồi 49kg mình bao vừa nha các chị và các bạn ơi, 49kg em bao vừa cho các chị các bạn luôn. Áo sơ mi đi ạ, một tiếng rồi chị lấy áo sơ mi nha, chị vừa mới lấy áo sơ mi rồi các chị. Đúng rồi, mã này là A10 mọi người nha. Ai thích sở hữu combo này với giá 99.000 thì nhanh tay comment giúp shop là A10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. A10 là mã Hân đang mang, cái này dưới 60kg vô tư mặt nha. Quần lưng thun và áo form tay lượng, áo form rộng rãi thoải mái đó, theo phong cách unisex nha mọi người nha. Đây A10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha mọi người. A10 nhé Hân, ok Vân Tú cho mình ok có địa chỉ rồi đúng không ạ? Ok có rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, comment A10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt của em đang mặc bộ này rất thoải mái nha. Chị Quỳnh Nguyễn, ok chị Quỳnh Nguyễn nha. Như vậy à, combo này chỉ có giá 129.000 khi mua một combo và hai combo bất kỳ trở lên là có giá 99.000 mỗi combo. Chị Trần ok em lấy combo A10 ok em nha. Bếp ly ơi, cho mình địa chỉ nha. Bẹp ly cho mình địa chỉ nha các chị các bạn ơi. Cứ chốt hàng, cứ cho em mã hàng. Mã này là mã A10 nha. Kèm số điện thoại của mình, kèm địa chỉ của mình. Em chốt hàng rất nhanh nè. Rồi các chị có thật là các bạn, nếu chốt hàng thì mình nhanh tay chốt cho em nha. Combo em đang mặc rất xinh và chỉ còn số lượng có hạn thôi, nên các chị các bạn nhanh tay chốt nha. Đúng rồi, và 30 giây nữa thôi thì shop sẽ chuyển qua mã khác nha. Và sau livestream thì mọi người vui lòng mua giúp shop với giá là 250.000 nha. Shop chỉ bán cái giá 99.000 trong livestream nha, trong thời gian mà livestream đang diễn ra nha. Nên các chị và các bạn nào muốn đặt thì nhanh tranh thủ đặt liền nha. Và hai bộ bất kỳ thì sẽ có giá 99.000 nha. A10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Và mọi người lưu ý sắp là nếu kết thúc live mọi người chỉ chọn một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nhé. Rồi em cảm ơn chị Trần à, cảm ơn chị Trần. Ok, chị Trần khách quen. Rồi chị Trần khách quen của em nên mình không cần cho địa chỉ đâu ạ. Rồi chị Lan Nguyễn, chị gửi kèm với lượt trước cho em với. Ok Lan Nguyễn nha. Chốt A10 nữa đúng không ạ? Rồi Lê Anh Việt Anh cho một lấy A10. Ok Lê Anh Việt Anh nha, cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Phạm Thất Tiền cũng cho mình địa chỉ nha. Rồi em chuẩn bị mình qua mẫu nha các chị các bạn ơi. Rồi okay. Yến Cường, Văn Cường cho mình địa chỉ luôn nha. Ok Văn Cường nè, ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục nè. Ok, rất tuyệt cho shop địa chỉ nha. Việt Anh lấy A10 comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment giúp shop mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bây giờ sắp lên siêu phẩm nè. Trời ơi, hôm nay rất là đặc biệt. Hiếm có khi nào mà mình có thể thấy cái sản phẩm hàng Nhật như thế này. Thấy cái sản phẩm Babydoll hay Yếm trong livestream. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đầu tuần là khởi đầu ngày một tuần mới. Sắp sẽ sâu tức thật là nhiều hàng mới về tại cửa hàng mọi người, mới về tại 121 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Nên là sắp sẽ show cho các khách hàng nào ở xa được có thể mua được với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó, ba chiếc yếm, đó, quần yếm nha. Mọi người ơi, quần yếm như thế này mặc là siêu thoải mái và dưới 55kg mặc là đẹp nha, dưới 55kg nha. Đó, yếm là siêu đẹp luôn và ba cái loại màu yếm mới về sắp sẽ show cho mọi người. Thứ nhất là màu nâu nè. Đó, màu nâu đỏ một tí nè. Sọc caro siêu đẹp như thế này. Nhớ chụp lại màn hình inbox cho shop liền. Sẽ có giá là bao nhiêu mọi người ơi? 250.000. Còn ở giá gốc tại cửa hàng là 295.000 mọi người nha. Đây yếm dài nha. Mọi người có thể đây là yếm theo form babydoll. Form baggy á mọi người ơi. Nên mặc mình săn nhẹ lên rất là phình nha. Mấy cái này không kén dẻ đâu. Mình ngắn người mình mặc cũng được. Mình cao thì mặc cũng rất là đẹp nha. Đó là mẫu thứ nhất nha. Mình đến với mẫu thứ hai nè. Trời ơi, cái yếm này là làm mưa làm gió nè. Bữa nay mới về được lại nè. Bây giờ mới về được nè mọi người ơi. Yếm này làm mưa làm gió. Bữa nay các chị các bạn hỏi quá trời mà không có hàng bán nè. Chụp lại màn hình inbox cho shop sẽ được mua với giá 250.000 nha.
còn nếu mình mua ngoài livestream, mình mua bằng hình ảnh, mình mua tại cửa hàng thì sẽ có giá là 295.000 nha chị Yến này nha. Mua trong chụp lại màn hình inbox cho shop thì sẽ có giá là 250.000 thôi nha. Đó, rất là rẻ, mua trả công cho các chị các bạn ngồi xem livestream với giá 45.000 đó, trả công cho mọi người, giảm cho mọi người tới 45.000. Yến Hồng là siêu đẹp nè. Rồi mình tiếp tục mình chuyển qua cái Yến tiếp theo nè. Mọi người tranh thủ chụp lại nha. Ưng cái nào là chụp lại cái đó inbox cho shop nha. Sẽ được mua với giá là 250.000, giá gốc tại cửa hàng là 295.000 mọi người nha. Đó, chị nào bạn nào gần cửa hàng thì cứ ghé xem nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, hàng mới về cửa hàng lên đầy kệ luôn, đầy cửa, đầy shop luôn rồi. Đây là màu xám siêu đẹp. Màu này là cái họa tiết ở trước là in nha mọi người nha. Nó có cái tăng đơn như thế này nè. Mình thích cao hay thấp là tùy mình nha. Nó có cái tăng đơn nó đẹp lắm. Yến là siêu xuất sắc luôn. Nói chung là hàng Yến mà Yến nhập á là siêu xuất sắc luôn. Vải cũng đẹp mà cái họa tiết cái form nó may rất là lạ nha. Hàng Việt Nam thì nó sẽ không có cái form như thế này đâu. Đó, Yến rất là đẹp nha. Rồi, 250.000 nếu mà mua mình chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Còn nếu mà sau livestream mình mua với giá là sau livestream mà hoặc là mình inbox cho shop giá phải đi. Sau livestream thì mình mua với giá con cáo đó. Đua cáo cam được. Sau livestream thì mình mua với giá là 295.000 và đến cửa hàng 295.000 nha. Rồi sắp sau view lại cho mọi người nha. Chụp màn hình nha. 1 nè. Rồi 2 nè. Đó. Rất là nhiều hàng đẹp. Mới lên tài shop rồi nên là ai gần thì ghé xem, còn ai ở xa thì nhớ chụp lại màn hình inbox cho shop trong cái livestream này mua được với giá rất là ưu đãi nha. Shop sẽ tiếp tục lên cho mọi người thêm vài form baby doll nữa để mọi người xem nha trong thời gian đợi bé Hân đi lên các combo 99.000 nha. Chờ một tí shop tiếp tục lên nha. Rồi shop lên thêm vài cái baby doll nữa nha. Đóng thùng xin lại. Đây. Trời ơi, hàng lên đầy shop đẹp lắm. Đã đầy kệ, chắc đầy kệ rồi nè. Babydoll là những cái form hàng nhập như thế này là sẽ không bao giờ mà rất là khó được hàng và rất là khó tìm. Khó tìm ở các cửa hàng, các shop ở Việt Nam đó. Cái form Babydoll hàng nhập là nó rất là độc quyền, rất là độc lạ nha. Ít khi nào cũng hàng lắm đó. Đây là cái form nhất là mọi người cứ ưng lại thì cứ chụp màn hình nha. Giá đồng giá trong live sẽ là 250 và tại cửa hàng hoặc mua sau live sẽ là 295 nha. Tóc sau thêm một cái nữa nha. Cái form này cũng đẹp lắm nè. Trời ơi, form này đẹp lắm. Trời ơi, ai gần đây thì ghé xem nha. Đó, rất là đẹp nha, chụp lại màn hình liền cho shop nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha, mình tiếp tục lên combo tiếp theo nha. Hai combo em đặt trên livestream trước thôi chưa có chị ơi. Anh Nguyễn ơi, chắc là hàng đang về. Mọi người thông cảm với shop là nếu mà có bị lâu một tí á, tại đợt tuần trước hàng đơn nhiều quá nên là mọi người thông cảm với shop nha. Chắc có thể là sẽ trễ hơn 1-2 ngày thôi nên mọi người thông cảm nha. Ở sao tối thui vậy? Ủa sao tối thui vậy? Sao vậy ta? Các chị các bạn ơi, bị tối hả các chị các bạn ơi? Comment cho em biết nha. Mọi người ơi, có bất kỳ cái gì về like, mình thắc mắc là mình comment cho em biết nha. Ba combo vẫn giá 99.000 mỗi combo, đúng rồi các chị các bạn nha. Rồi các chị các bạn ơi, bây giờ tiếp tục với combo mà em đang mặc rất là xinh. Một chiếc áo cam trễ vai và có những bèo ở ngực rất đẹp các chị các bạn ơi. Các chị các bạn nào có một mục khiêm tốn thì mình cũng đừng lo nha. Cái nhún bèo này nó che khuyết điểm của mình tóc và nhìn khi mặc lên á nó rất là dịu dàng và nữ tính nữa các chị các bạn ơi. Và đi kèm với một cái chân váy có khoen, có hai cái khoen xinh cực kỳ. Và ở trong này mình có quần trong luôn các chị các bạn nha. Mình rất yên tâm khi mặc nha. Nguyên combo em đang mặc sẽ có giá là từ 250.000 chỉ còn có giá là 99.000 các chị và các bạn nha. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live. Mạng yếu kìa các chị, kìa shop. Các chị các bạn ơi, mọi người còn thấy shop không ạ? Hai combo 99.000 phải không shop? 99.000 mỗi combo nha các chị các bạn nha. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ, tức là một combo duy nhất sẽ có giá 129.000, hai combo trở lên mỗi combo có giá 99.000 ạ. Các chị và các bạn lưu ý nha, thì mình nói rất là rõ giá rồi. Mọi người đừng có hiểu nhầm, hai combo cộng lại là 99.000 thì chắc là không có ai mà bán đồ như vậy đâu mọi người ơi. Một combo như thế này 99.000 là quá rẻ rồi. Mua từ hai bộ trở lên mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha. Comment giúp shop A11 là mẫu Hân đang mang nha. A11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. A11 để sở hữu combo Hân đang mang với giá 99.000. Các bạn quý chị tranh thủ giúp shop tại vì shop chỉ còn hai combo cuối cùng trong cái livestream này thôi. Nên là ai chưa đặt được bộ thứ hai thì tranh thủ đặt nha. Hai combo cuối cùng sẽ được lên, tranh thủ đặt hàng mọi người nha. Thấy rồi ạ, cảm ơn cà rốt nha.
Rồi các chị các bạn ơi, mình đặt A11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em khi mình chốt combo mà em nhân mặt à. Combo này rất xinh, mình mua về mình lời luôn các chị các bạn ơi. Mua hàng nhưng rất lời các chị và các bạn nha. Một cái áo này mình có thể kết hợp được cùng với chân váy khác mà cái màu cam là cái màu cực kỳ tôn da luôn à. Và đi kèm với một chân váy đen. Chân váy đen thì các chị các bạn ơi, bao gì cái hộp đồ rồi, em khỏi nói nữa luôn. Rồi em chốt cho Phương Thảo Bảo Nhi à, Phương Bảo Nhi cho mình địa chỉ nha. Rồi Nguyễn Chí Thiền cũng cho em địa chỉ để mình chốt được đơn hàng của hai bạn nha các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn, chốt hàng cứ cho em A11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt hàng giúp em nha. Rồi các chị và các bạn comment cho em nha. Rồi em chuẩn bị qua mẫu này chỉ trong 10 giây nữa thôi. Nên các chị và các bạn, mình cứ chốt hàng để cho em qua mẫu luôn các chị và các bạn nha. Chứ còn nếu mà qua live thì em sẽ về với giá gốc là 250.000 luôn các chị và các bạn nha. Rồi tranh thủ đặt hàng nha mọi người nha. Tranh thủ đặt hàng nha, sắp chuẩn bị qua A11 cho cái chê thủ nha, sắp sẽ lên hàng. Rồi chị Himeo Khang, chị Himeo Khang cho em địa chỉ và số điện thoại luôn nha. Rồi chị Piso, đây là mã thứ 2 okay nha. Piso, kem Piso nha. Ok, rồi bây giờ đây là mã thứ 2 của chị nha. Tại live trước em có địa chỉ chị rồi nha. Bây giờ mình sẽ trong thời gian mà bé Hân đi thay cái combo 99.000 cuối cùng á. Ok, chúc cho Tèo A11. Ok, Tèo A11. Dạ, Tèo comment địa chỉ giúp shop nha nha. Tèo nha. Facebook là Tèo comment địa chỉ giúp shop nha. Bây giờ trong thời gian mà Hân lên cái combo cuối cùng á thì shop sẽ show các cái baby doll đó, tiếp tục lên các cái baby doll mới về của shop siêu shop ngày hôm nay nha. Ok. Đó. Này mọi người thấy không? Cái con baby doll tai thỏ như thế này. Đó, tai thỏ để show cho rõ nha mọi người. Này, phía sau nó có cái tai thỏ như thế này. Nhìn cute ơi là cute. Nó rất là phù hợp với các bạn nào mà thích cái phong cách kiểu như hay mặc hoodie mà kiểu rộng rộng, kiểu cute dễ thương á. Nó rất là hợp với phong cách này nha. Nó mang thành chiếc baby doll luôn nha. Đó, cái đầm nè. Đầm xòe nhìn rất cái form nhìn ơi cưng ơi là cưng. Và chỉ có hàng Nhật thì nó mới có những cái form, những cái kiểu dáng lạ như thế này nha mọi người nha. 250.000 khi mà chụp lại màn hình inbox cho shop. Còn đến cửa hàng hoặc là mua sau live stream hoặc là mua không có mua bằng hình ảnh thì giá sẽ là 295.000 nha. Rất là đẹp nha. Chào shop ạ. Ok, chào Thúy Diễm nha. Rồi ok, ai chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Tại vì shop chỉ còn một mã 99.000 cuối cùng thôi. Rồi tranh thủ đặt hàng nha. Còn nhiều combo. Dạ, chị Trần ơi, chỉ còn một combo nữa thôi em ơi. Chị Trần còn một combo nữa thôi. Đó, tại vì livestream hôm nay á hơi neo người một xíu. Hôm nay là tại shop là chỉ có 3 chị em thôi. Một bé là đã bán hàng, đang bán hàng cho khách tại shop. Nên là còn có 2 chị em like thôi. Nên là hôm nay lên hàng lên không có được nhiều. Nên là mọi người thông cảm cho shop nha. Shop sẽ cố gắng đó. Nên là shop đang cố gắng bù đắp cho mọi người bằng cách là show thật là nhiều mã hàng đẹp mới về. Đó, đây là cái mã tiếp theo nha. Mã này rất là lạ, nó có cái bèo nhúng vào trước như thế này nè. Đó, nói chung là mọi người mua hàng mà hàng Nhật á thì nó rất là lạ nha, nó không bị đụng hàng. Cái ưu điểm của hàng Nhật là như vậy. Đó, 250.000 khi mua trong livestream, cứ chụp lại màn hình inbox cho shop là được 250.000 nha. Còn mua tại cửa hàng hoặc sau live thì giá là 295.000 nè. Đó, mọi người mua coi livestream thì sẽ được giảm tới 45.000 luôn. Rồi mình xong một cái nên mình chuẩn bị qua mã cuối cùng nha. Cái baby doll này cũng xinh đẹp nè mọi người ơi. Đó, cái này rất là dễ mặc nè. Cái baby doll này form tay dài nè. Baby doll này form tay dài rất là dễ mặc nè. Form sập caro như thế này. Hôm nay về rất là nhiều baby doll luôn nên là tranh thủ sau cho mọi người thấy nha. Ai gần shop thì cứ ghé cửa hàng xem nha. Còn ai ưng thì chụp lại màn hình inbox cho shop liền nha. Đó, để được mua với giá ưu đãi giảm tới 45.000 so với giá gốc. Rồi ok, bây giờ mình trở lại với chương trình 99.000, combo 99.000. Và đây cũng là combo cuối cùng của chương trình livestream hôm nay. Các chị các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Rồi, Hân đã trở lại với các chị và các bạn nha. Và combo em trở lại cũng là combo cuối cùng của mình rồi các chị và các bạn ơi. Combo của em đang mặc là combo A12 các chị và các bạn nha. A12 nha. Và các chị các bạn ơi, một sự kết hợp của áo đen lưới rất xinh à. Áo đen lưới này vừa sexy mà cũng vừa rất là kín đáo và rất là đẹp luôn các chị và các bạn nha. Lịch sự mà rất là quyến rũ vì có một cái lớp lưới các chị và các bạn nha. Nhưng đảm bảo vẫn kín nha, vẫn kín đáo luôn. Và đi kèm với đó một cái chân váy quần các chị và các bạn nha. Cái này là quần giả váy đấy các chị và các bạn. Có lớp bèo, có hai tầng bèo rất xinh. Nguyên một combo như em đang mang nha. Nguyên một combo cho em như em đang mang thì tầm dưới 55kg là mình mặc vừa nha các chị các bạn ơi. Bạn nào, chị nào chốt thì chốt giúp em mã là A12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chỉ 99.000 áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo 99.000. Còn nếu mua một combo duy nhất mình có giá 129.000 à. Có váy trắng không? Áo đó có màu trắng không ạ? Không à? Chị Ánh Dương ơi, mình không có màu trắng nha.
À, em mới vào coi hả? Tiền hình video là, cái video là 250. Khi mà mình chụp lại màn hình inbox cho shop thì mua được với giá 250 nha, tiền hình như nha. Và mua tại cửa hàng hoặc là mua sau livestream hoặc là mình mua bằng hình ảnh thì giá bay video sẽ là 295.000 nha. Chị nào bạn nào có xem livestream chụp lại cái bay video thì sẽ có giá là 250, được giảm 45.000 so với giá gốc nha. Còn bộ này là A12, nhanh tay comment A12 giúp shop nha mọi người. Dạ, 55kg trở xuống thì mình bao vừa nha mọi người ơi. 52kg em bao vừa, 50kg em cũng bao vừa nha các chị. Thảo Ca, mình chốt cho Thảo Ca, Thảo Ca cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Chi Trần cũng vậy chứ. À, chị Chi Trần thì khách quen rồi nên em có rồi nha. Em cũng mới vào xem cho Ánh Dương nha em ơi. Mình tranh thủ chốt đi một combo bất kỳ trong nha. Live này cũng được để mình có giá. Để bộ thứ hai mình được giá 99.000 các chị và các bạn nha. Nếu các chị mà trong live này mình chốt duy nhất được một bộ thì mình tắt live, mình chốt thêm một bộ nữa, shop gặp cũng sẽ tính mình có giá 99.000 mỗi bộ nha các chị các bạn ơi. 50kg vừa, Chi Trần ơi, chọn thêm bộ này đi em ơi, bộ này đẹp lắm nè. Rồi chị Thúy Nguyễn cho em địa chỉ và số điện thoại luôn ạ. Cà rốt, ok cà rốt nha. Thúy Nguyễn là khách quen luôn nè, gặp mẹ số điện thoại được rồi. Ok chị Thúy Nguyễn nha, cho em số điện thoại được rồi, tại vì chị là khách quen rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, combo em đang mặc dưới 55kg em bao vừa cho mình nha các chị các bạn ơi. Dưới 55kg em bao vừa cho mình nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt giúp em mã là A12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để em chốt cho mình nha. Phan Ánh Nguyệt em chốt cho mình, cho em địa chỉ luôn ạ. Rồi chị Chi Trần, em cảm ơn chị Chi Trần nha. Em mới vào, chào Quỳnh Như nha. Tiếc quá, nếu mà em thấy ok bộ cuối này em có thể chốt bộ cuối để Rồi lát mình xem lại nguyên livestream. Rồi mình chốt thêm một bộ nữa để mình được 99.000 mỗi combo nha các chị các bạn ơi. 5-6kg mình vừa nha. Sam ơi, 5-6kg thì mình cao mét bao nhiêu ạ? À? Nếu mà cao trên 1m56 thì mình mới vừa nha các chị các bạn ơi. Nếu mà cao trên 1m6 đi, cao trên 1m6 thì mình mới vừa nha các chị. Các chị và các bạn ơi, cứ comment chiều cao kèm cân nặng. Nếu các chị quá 55kg thì kèm chiều cao và cân nặng giúp em. Để em xem thử mình có vừa không, em tư vấn nha. Em lấy A12 nha, ok chị Trần nha. Shop đã nốt cho em rồi nha. Rồi các chị các bạn ơi, A12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo mà em đang mang nha. Chị okay, Thúy Nguyễn, dạ em thấy địa chỉ kèm số điện thoại của chị rồi à. Em chốt cho chị Thúy Nguyễn rồi nha. Rồi các chị các bạn ơi, tiếp tục chốt A12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu mà chốt hàng nha các chị các bạn ơi. Đúng rồi, ai còn muốn em đang mặc rất xinh. Ai còn muốn lấy A12 thì nhanh tay comment cho shop nha. Tại vì đây là mã cuối cùng cũng như livestream cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Chị nào bạn nào muốn đặt thì nhanh thủ đặt nhé. A12 rất là xinh. Chị nào bạn nào vào trễ ân bộ này thì cứ comment A12. Sau livestream mình cứ kéo lại cái like này mình xem, mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính 99.000 một bộ nha. Các chị và các bạn lưu ý, nếu kết thúc live mình cương quyết chỉ chọn một bộ, chỉ có lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Kết thúc live mà mình có một bộ duy nhất thôi thì sẽ là 129.000 mọi người nha. Ánh Dương ơi, 40kg hả? 43kg em mặc vừa nha Ánh Dương nha. Các chị các bạn ơi, có một điểm lưu ý là ví dụ như form freestyle á, mà nếu mà mình về mình rộng một chút mà mình muốn đẹp thì mình bóp một chút cũng sao đâu các chị các bạn ơi. Tại vì mình quan trọng là chất vải và mình mặc rộng hơn một chút thì mình chỉ cần bóp vào là mình đảm bảo là rất là xinh luôn các chị các bạn nha. Rồi khi nào ship về chị thì sáng mai chị sẽ làm đơn, chị ship liền cho tụi em nha, cho các chị và các bạn luôn nha. Các chị và các bạn, sáng mai em sẽ làm đơn cho mọi người luôn à. Nhưng các chị các bạn cứ cho em được đầy đủ địa chỉ, số điện thoại để em tiện mà mình liên hệ nha các chị các bạn ơi. Rồi A12 kèm số điện chị kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em à. A12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Ok, bây giờ mình chỉ 30 giây nữa thôi là shop sẽ kết thúc cái livestream này rồi. A12 là mã Hân đang mang nha. Chị nào vào trễ thì cứ đặt rồi sau livestream mình xem lại, mình tua lại mình xem, mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính giá 99.000 một bộ nha. Rồi chị nào bạn nào còn có câu hỏi gì nữa thì nhớ hỏi shop luôn nha mọi người nha. Ai còn có hỏi gì nữa thì hỏi shop luôn nha mọi người nha. Các chị các bạn cứ có câu hỏi thắc mắc gì cứ hỏi đáp cho shop mình, hỏi cho shop mọi người nha. Cứ đặt câu hỏi cho shop sẽ trả lời mọi người luôn nè. Rồi các chị các bạn ơi, A12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, trong 30 giây nữa em sẽ tắt like nha. Rồi các chị các bạn, okay. Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì okay. Em tắt like luôn các chị các dạ bạn nha. Cảm ơn mọi người đã có một cái đầu tuần, tuy là mạng nó không có ủng hộ sắp lắm nhưng mà vẫn coi rất là nhiệt tình, vẫn mua hàng rất là nhiệt tình. Sắp cảm ơn mọi người nha. Sau livestream nhớ là mình có đặt thêm bộ nào nữa inbox cho sắp liền nha các chị và các bạn mới chọn được một bộ nha. Chị thương quá, chị bán đồ đắt lắm. Cảm ơn Ánh Dương nha, cảm ơn em nha. Mọi người ơi, các chị và các bạn nào mà thấy shop rất là tận tình với mọi người nên các chị các bạn cũng nhớ cho shop địa chỉ kèm số điện thoại cụ thể luôn các chị và các bạn nha, để shop tiền gửi hàng và các chị và các bạn cũng nhớ ủng hộ shop nha.
Rồi bây giờ em sẽ tắt like. Tạm biệt các chị và các bạn. Ngày mai hẹn gặp lại các chị và các bạn vào ngày mai nha. Em sẽ like tiếp tục vào ngày mai nha.